Alo, ai đấy? Lại đang ngủ hả Vic? Xin lỗi, chào buổi sáng ông chủ. Đã gần trưa rồi, đồ lười biếng. Nếu cậu lại giao thiếu số gỗ, cậu sẽ bị đuổi việc. Đừng lo ông chủ, tôi hứa sẽ không làm ông thất vọng. Tốt nhất là như vậy. Một ngày nào đó mình sẽ bảo ông ta ngậm miệng lại. Sao cuộc đời mình lại khốn khổ như vậy? Mặc kệ, mình ngủ tiếp một lát đã. Cao bồi ư? Mình có ý này. Ôi đau quá. Chỉ cần mình trở thành tay thiện xạ, hai con gấu đó sẽ không phải là vấn đề rắc rối nữa. Thật không thể nào. Sao mình không bắn trúng quả nào vậy? Thử lại. Tiếng súng. Tiếng súng. Này, Raya, dậy đi. Anh có nghe thấy không Raya? Đó là tiếng súng. Tiếng súng ư? Chắc là của gã tiều phu đó. Được rồi, chúng ta đi xem sao. Sao lại thế chứ? Sao một phát cũng không trúng thế? Mình biết rồi. Mình phải đứng gần hơn. Thế này là được rồi. Đúng thế. Đúng thế. Người đang nói chuyện với ta sao? Con ruồi bé xíu kia. Chà, ta là người duy nhất ở đây. Rambo, em có nghe thấy không? Nó đến từ hướng này, đi nào. Thấy không, ta đúng là một tay thiện xạ. Rambo, đi nào. Ryan, được rồi. Lần này độ khó phải tăng lên. Này Brian, nhìn lên kia kìa. Những quả táo ngon lành. Một tay thiện xạ không nhìn bằng mắt, mà là nhìn bằng tâm hồn. Táo đâu hết rồi? Lẽ nào bị mình bắn bay đi rồi? Mình phải làm lại lần nữa. Tuyệt quá, thành công rồi. Để xem lũ gấu đó có dám gây sự với mình không.
Dừng tay lại. Lũ gấu thối tha, ta đang chờ các ngươi đây. Nguy hiểm quá. Đồ ngốc, ăn đạn đi, chạy thôi. Quay lại đây, đừng có chạy nữa, để ta còn bắn. Rambo, chuẩn bị kế hoạch Z. Được. Ra đây, ta biết các người trốn quanh đây thôi. Đừng chơi trốn tìm với ta nữa. Hãy chờ người bạn nhỏ của tôi đi. Rambo, khoan đã. Chúng ta phải làm sao đây? Bình tĩnh đi, anh có ý này. Hãy nhìn vào những quả thông kia. Em hiểu rồi. Lũ gấu thối tha, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Quả thông ư? Thật đáng ghét. Sẵn sàng, ngắm, bấm. Đi nào, hãy đến nhà ông ta. Hai con gấu thô lỗ đáng ghét. Khuôn mặt xinh đẹp này là niềm tự hào của cuộc đời mình. Chúng sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ngươi đang cười cái gì vậy? Ta sẽ cho ngươi một mồi lửa. Hy vọng là ông thích món ông. Ôi ngầu quá. Xem nào, nếu chúng ta tổ chức một cuộc đấu tay đôi như ở miền Diễn Tây thì sao nhỉ? Đấu tay đôi ư? Nếu các người thắng, ta sẽ đi khỏi khu rừng và không bao giờ quay lại. Nhưng nếu các người thua thì phải ở yên cho ta làm việc được chứ? Đồng ý. Đồ gấu ngu ngốc, mình thắng chắc rồi. Mình là tay thiện xạ cơ mà. Được rồi, đợi đã. Ta có thể bịt mắt mà vẫn thắng con gấu ngu ngốc này. Tự ông muốn thế đấy Vic. Được rồi, được rồi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Sao lại thế được? Ông đã xong chưa vậy? Lại không bị xây xước chút nào sao? Hãy xem đây. Lần này chắc chắn phải bắn trúng. Ta thắng rồi. Này Briar, khi nào em được bắn vậy? Em gần như ngủ gật ở đây rồi. Em thật sự mệt mỏi. Nó vẫn không sao ư? Cái đồ ngốc này không nghe thấy tiếng còi của anh ư? Quay lại kia và tấn công ông ta đi. Tiều Phu Viết, chuẩn bị tiêu đời đi. Đợi đã, khoan đã nào. Sao mình lại bắn tôi như vậy chứ? Ông. Ôi không, cứu tôi với. Tránh xa tôi ra. Em có thắng không rồi à? Phải, chúng ta thắng rồi. Làm tốt lắm Rambo. Lũ gấu thối tha các ngươi cứ chờ đấy. Hôm
Hôm nay là mùng 1, vẫn còn 2, 3, 7, 7 ngày nữa trước khi mình nhận được khoản lương tháng tiếp theo. Và bây giờ mình còn mỗi một đồng. Mình sẽ sống sao chỉ với $1 đây? Tám giờ, đã đến lúc bắt đầu làm việc. Ngươi là tất cả những gì ta có trong 7 ngày tới. Không thể để mất ngươi được. Ôi, đồng xu cuối cùng, khoản tiền cuối cùng của mình. Đừng chạy xa khỏi ta. Quay lại đây nào, bé yêu. Quay lại đây. Đừng lăn nữa. Tiêu phu viết. Thôi nào, quay lại đây đi. Dừng lại đó, ta rất cần ngươi mà. Đừng đi. Làm sao ta có thể sống thiếu ngươi được? Tiền của ta. Không, quay lại đây. Đồ gấu thối tha. Ngươi muốn làm gì hả? Mau trả đồng xu đó lại cho ta. Nó là của ta. Ồ, nó sáng bóng này. Đẹp quá. Đủ rồi đấy, trả nó lại cho ta. Ông muốn nó ư? Đưa đây. Được rồi. Thôi đi. Đưa đây. Ta đã bảo là đưa đây cho ta. Đến mà lấy nè. Ngươi trêu đùa ta đã đủ chưa? Ngươi thực sự muốn đánh cược mạng sống của mình bởi một đồng xu ư? Đưa đồng xu đó cho ta ngay. Đồng xu quý giá của ta. Sao ngươi lại làm thế? Ngươi điên hả? Đưa đây. Giơ tay lên. Đừng mà. Đừng. Đừng có nổ súng vào ta. Đừng bắn. Xin ngươi đấy. Được rồi, tôi sẽ lấy thứ đó. Đưa đây, tôi không bắn. Nè. Đồ gấu thối tha. Cứ chờ đấy mà xem. Lùi lại. Đúng là đồ thua cuộc. Giờ thứ này là của mình. Con gấu đáng ghét đó. Không được, mình cần phải lấy lại tiền. Đã đến lúc con gấu đó biết mình không phải là người dễ bị bắt nạt. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, sao tôi lại tự hỏi bạn là gì? Ôi ngôi sao. Nó đây rồi. Nó nặng quá đi mất. Đáng ghét. Này Vic.
Đáng ghét, đã đến lúc mình phải thật sự ra tay rồi. Cứ chờ đấy. Ta sẽ cho biết Vic là người thế nào. Đồ ngốc, ngươi từ chuốc lấy chuyện này đây nghe. Này Vic, tôi không cố tình làm thế đâu. Hôm nay xui xẻo quá. Xe của mình bị hỏng, súng của mình bị mất, mình không còn một xu dính túi, và mình còn bị con gấu đó cho một trận như tử nữa. Tức chết đi mất. Phải có cách gì đó để trừng trị nó. Nhưng là gì nhỉ? Ôi chân của mình. Ôi đau quá. Tao chết mất. Ngày hôm nay còn có thể tệ hơn nữa không? Nam châm ư? Mình có cách rồi. Mình đúng là một thiên tài. Cục nam châm lớn này sẽ hút tất cả các kim loại có từ tính trong khu vực, và nó sẽ lấy lại đồng xu của mình. Nam châm đúng là tuyệt vời. Được rồi, đồng xu yêu quý, quay lại với ta nào. Ôi trời, mình đã cảm nhận được nó rồi. Đó là súng của mình. Cái gì? Cái gì? Sắp nữa. Nữa à? Mình lại sai rồi. Được rồi, thử một lần nữa. Người đi đâu thế? Dừng lại, quay lại đây. Có chuyện gì thế? Phải tìm đồng xu của mình ngay. Đây đúng là một thỏi nam châm tuyệt vời. Ôi con gấu kia. Ta cá là người đang giữ đồng xu của ta. Con gấu xấu xa, giờ thì giơ tay lên. Đồng xu của ta. Đưa đây. Giờ thì đưa nó đây. Ryer, ngươi chỉ có một cơ hội để giao nó cho ta. Không, không thể nào. Tiền của mình. Đồ gấu thối tha, ngươi đúng là biết gây rắc rối. Sao ngươi lại ném đồng xu đi chứ? Đồng xu của ta, ngươi đâu rồi? Ta biết trả tiền thuê nhà thế nào đây? Chùy. Quả chùy của chàng không biết thương xót.
Kiếm của chàng khao khát được trả thù. Trái tim và dòng máu của chàng lạnh lẽo như băng đá. Trời ạ, người này là một cỗ máy hay sao? Năm cú đánh liên tiếp, chàng hạ gục 5 cái cây. Wow, chắc chắn là cậu ta có thể làm tiều phu siêu đẳng. 1, 2, 3, 4 và 5 cây. Trình độ võ thuật của mình đúng là lợi hại. Nếu mình thành thạo kỹ năng dùng lưu tinh trì này, diệt chặt tất cả cây trong một ngày quá dễ dàng. Lưu tinh trì nặng 10 kg, làm bằng thép nguyên chất. Được rồi, mình sẽ tự làm. Hai ký rưỡi, tiếp tục nào. Cần phải tìm thêm nữa. Sắp đủ rồi. Được rồi. Hoàn thành rồi. Để mình thử xem uy lực của nó như thế nào. Cứ đánh lưu tinh chùy. Ôi, ngón chân của tôi. Chỗ này nhỏ quá. Ra ngoài thôi. Lưu tinh chùy bách phát bách trúng. Cú đánh lưu tinh chùy thứ 2 còn cách xa quá. Phải khởi động đã. Sẵn sàng rồi. Lần này sẽ không trượt đâu. Trúng rồi. Nó bị kẹt rồi. Lần này sẽ hạ được các ngươi. Mệt quá đi mất. Thì ra lưu tinh chùy này lợi hại như vậy. Sau này chặt cây, cho dù có 10 con gấu tới cũng không sợ nữa. Tôi là Vic với lưu tinh chùy tuyệt vời. Tôi chặt cây và được trả tiền. Ồ không, ồ không, đó là một trận động đất. Mình phải làm gì đây? Viết, ông chặt cây à? Tôi sẽ không tha cho ông.
Vậy ư? Để rồi xem. Nhận lấy một cú lôi tinh chùy đi. Đáng sợ quá. Ôi không. Chưa từng thấy phải không? Ngươi sẽ được nếm thử sớm thôi. Đợi đã. Tôi xin nghỉ một lát được không? Đây có phải là trò chơi đâu. Nhận lấy này. Ôi không, bị kẹt rồi. Vít, tôi tóm được ông rồi. Xem tôi dạy dỗ ông thế nào. Ôi không, cứ đợi đấy. Rambo, ta sẽ quay lại. Ông chạy nhanh thật đấy. Nguy hiểm quá đi. Chắc là cách đuôi được rồi. Không thể tin được. Mình dành cả ngày để làm quả chùy đó mà lại bị nó cướp mất. Còn gấu ngu ngốc, cứ đợi đấy mà xem. Ta sẽ làm một quả chùy khác lợi hại hơn để đánh bại ngươi. Từng này đủ nặng rồi. Bắt đầu thôi. Cuối cùng đã làm xong rồi. Nó còn nặng gấp đôi cái trước. Rambo, ta không tin rằng không thu thập được ngươi. Ngon quá. Quả chì này thật hữu ích. Đồ gấu thối tha kia, ra đây chơi nào. Gã Vít đáng ghét lại tới nữa rồi. Quay lại với công việc thôi. Được thôi, nếu đó là cách người muốn chơi. Làm mình đau hết cả cổ họng. Tôi tới đây, Vít. Ngươi tưởng là mình ghê gớm lắm hả? Được rồi, hãy chấp nhận lời thách thức và đánh với ta. Ông muốn đánh thật sao? Được thôi, tới đi. Cái gì? Mình không biết là chùy của ông ta to hơn của mình nhiều. Hãy kết thúc chuyện này. Được thôi. Tuyệt quá đi mất. Ngươi sợ hả? Hãy chuẩn bị chịu chết đi. Đồ gấu thối tha, đừng có chạy. Đồ cố thối tha, viết tới đây. Chà, Rambo, kết thúc rồi. Không phải chứ. Đúng là đồ ngốc. Chẳng có chỗ nào để trốn khỏi lưu tinh trì của ta. Vậy mà ngươi lại dùng bông hoa đó để chống cự ư? Cứ mơ tiếp đi. Không, hãy tha cho tôi. Biến đi, cái đồ tí hon. Biến đi. Biến đi. Đừng làm phiền ta nữa. Biến đi. Không hay rồi. Cuối cùng ông nhận được đòn thích đáng. Không. Nào Vic, để xem ai thu thập ai. Không, làm ơn. Tôi sẽ tóm được ông Vic. Cứu tôi với.